các bạn, chiếc này 1747 anh em. Chiếc này bơm rất là mạnh nha anh em. Đây, ven hàm rất là còn lực không? Hạ xuống ven lên cho anh em coi. Đó, dữ dằn chưa? Cam ti ha. Cam ti còn rất là đẹp, máy này hái luôn nha anh em. Từ số các bạn. Nếu mà khách đi coi ở đây ba bốn chiếc thì khách đi coi chiếc nào mình quay chiếc đó, mình về mình đăng cho anh em coi luôn ha. Tại vì bên cam này lâu lâu đi qua là thì quay cho anh em coi ha. Đây là chiếc bồn bồn rất xinh đẹp. Khách đang coi anh em. Hết hàm anh em, hàm chưa một vọng gì trên các bạn, hàm này có lợp inox rồi anh em. Ok, mở ra máy rất là đẹp. Đây là cái cuốn hàm các bạn ơi, cuốn hàm này còn nước sơn luôn ha. Đó, anh em coi ha. Thì cái này mình quay cho anh em coi. Bao zin ba cục, máy này nha các bạn, máy này zin ba cục ha, đời 2018. Còn cao như cái này nè. Cách tăng nẹt máy, thử máy các bạn ơi. Máy này cái bơm hàm, cái ben hàm còn rất là mạnh luôn anh em, garanti mà nó ben vuông vuông các bạn. Còn cái máy này còn lực lắm nha anh em. Ben sườn đồ đầy đủ. Hết dầu hả vậy? Đây đi các bạn ơi. Vô quay cho anh em coi luôn ha. Đây 2018 nha anh em. Bên sườn nữa. Quang ghiên nè các bạn ơi. Cái này chưa có bị thường máy mà giá rẻ là thường nó bị nứt cái này nha anh em. Còn cái này chưa luôn nha các bạn. Động cơ thì nãy giờ mình đời máy rồi anh em coi nha. Bao zin ba cục, cái khung sườn này chưa có nứt bọng chân, chỉ có lỗi bát nhẹ vừa nãy cho mình chỉ cho anh em đó. Vách hùng đẹp luôn, hẳn luôn, bóng luôn, chưa sơn chưa dặm luôn, cổ bô còn đen đen luôn nè. Đó, anh nào cần liên hệ hái 2018 nha nè. Đây là trực tiếp máy văn nè, máy văn bên Campuchia của người văn bên đây nha các bạn. Bữa nay mình có dắt khách qua đây coi mấy chiếc thì mình quay lại cho anh em ha. Anh em chiếc nào liên hệ với mình nữa các bạn ơi. Chiếc máy này còn rất là đẹp. Thì anh em nào mình quay gì đó, anh em nào muốn thì liên hệ với mình. Mình đã xuống hộ lên cho anh em coi. Bên sườn đầy đủ, bên nói chung là máy còn đẹp liền, chưa có bị chóc bát gì nữa các bạn.
khách cái này người chủ chạy luôn nghe các bạn, người Campuchia. Máy còn rất là đẹp, anh em xích cầu xích còn đẹp luôn. Có cái phòng này hơi dị xét nha các bạn. Đây chạy máy ra cho anh em thử các bạn ơi.